Đủ vẻ đẹp quá. Đây. Cái đoạn này may mà ria bà rào. Đây, con cắt chặt chặt rất nhiều lần như này. Được những cái cốt thân hơi bị đỉnh. Đẹp quá anh em ạ. Đủ, có cái ngon rồi. Chả tao bứng gốc này anh em ạ. Bệ đá của anh nha. Đúng bài cái này. Giờ đào lên thì quay nghe xem sao. Đây nha. Đã bung ra rồi mà nó có cái rễ này. Giờ muốn lên được cái rễ này thì phải đào rộng cái chỗ này ra này. Cắt cái rễ cọc này lên. Tiếp tục. Đây nhánh gốc này đẹp quá anh em ạ. Lại đào nguyên cả cái bầu rễ. Với tôi thì ông chả cần phải rễ rồi anh ạ. À cần phải bầu đất này đâu. Nhưng mà nó có thì nó nhanh hơn. Đẹp quá. Nó có 3 thân nhưng mà những cái thân của nó có đường chạy rất là đẹp anh em. Cái thân này có khi nó phải hạ cái này xuống anh em này. Sau này đón một cái mầm chỗ này. Làm cái thân này nó hơi hoành anh em ạ. Bay ra phía này. Đây là thân giữa đây rồi. Rất đẹp luôn. Đón những cái tay. Cái này dễ làm lắm anh em ạ. Bây giờ tôi hạ nó cái này xuống cái bôi keo cho nó luôn. Đây này. Đây anh em đây, cây đấy hôm nay sau 7 tháng này. Thì nuôi cũng được những cái tay cành thế này anh em ạ. Cái thân này thì tôi sẽ dựng lại cái ngọn bên này. Thân này thì đón cái mầm bên này thì dựng ngọn xéo sang bên này anh em ạ. 3 thân. Thế giờ tôi hôm nay chắc tôi thu cành nó lại anh em ạ. Để nó bật lại mầm mới này. Cuốn tiếp. Cành này tranh chấp quá. Xén ở đây thì nuôi cái cành bên này. Giờ tôi cứ thu hết cành lại rồi tính. Đây anh em, sau đợt này tôi tạo được những cái cút cành ở đây anh em này. Đợt này nói chung là bật mầm lên là nó thành cây thôi anh em. Bật mầm lên mình vẽ thêm một số tay như cái đây này. Vẽ sang dựng cái ngọn bên này. Bên này tôi sẽ dựng cái ngọn đấy cái mầm này anh em. Dựng lên trên này.
bông tay vẽ ra. Ok rồi.